À, kính thưa quý vị, Lâm đang đứng ở cuối kinh 7. Thì kinh 7 nó làm có 3 ấp chính, đó là ấp Thạnh Lợi, ấp kinh 7B và ấp kinh 7A đó quý vị. Thì hôm nay Lâm xin quay hết cái kinh 7 này để quý vị cùng theo dõi với Lâm nhé. Thì ở đây thì từ cuối kinh tới đầu kinh thì nó khoảng gần 10 cây số đó quý vị. Trong đó cuối kinh tới kinh Đồng Dâm thì khoảng 6 cây. Và còn 4 cây còn lại là từ kinh Đồng Dâm đến quốc lộ 80. Ở đây có những cái số nhà lại tặng, nhà nó có thể chim vô là giữa cái ấp khác, nhưng mà chủ yếu là chỉ có 3 ấp thôi. Trong những cái đường mà Lâm đi thì cái đường ấp Thạnh Lợi với cái đường ấp Thạnh Lợi với ấp kinh 7B á, và giữa với ấp Tá Nổi A, Tá Nổi B, Tá Nổi A của kinh 6 Cầu Ke là những cái đường nó hơi xấu nhất ở bên phía quốc lộ 80 này. Còn cái đường đi có thể gọi là yên nhất đó là đường kinh 8, đường kinh Đông Bình, đường kinh 10, đường kinh 9, và ở phía bên kia thì nó cũng có cái đường kinh 0 và đường kinh 3, là một trong những cái đường mà dễ đi nhất để tập hiệp, ngoại trừ mấy cái quốc lộ ra đó quý vị. Đây là cổng chào của ấp Thạnh Lợi, xã Thanh Đông An. Thì bên đây bên quốc lộ 80 thì nó gồm có 3 cái, gồm cái 4 cái khu hành chính đó, có 4 cái 4 cái 4 cái khu hành chính đó là xã, gồm 5 khu chú quý vị. Xã Thanh Trị lên đó là xã Thanh Đông A tới xã Thanh Đông, rồi tới thị trấn Tân Hiệp, và phía sau thị trấn Tân Hiệp đó là xã Thành Đông B. Đây là kênh có nhiều bà con định cư ở nước ngoài rồi quý vị. Cùng với kênh 3 và kênh 5 của Tân Hiệp. Cái đường này nếu mà chúng ta chạy nhanh thì sẽ hơi bị dằn đó quý vị. Cái đường thì dạo này nó hơi có cái, như các clip tiếp làm có nói thì đang cái mùa thu hoạch lúa thì đường nó hơi sệt một chút, nhưng mà vài bữa nó là bà con sẽ vệ sinh sạch sẽ hết. Đường này thì xe 4 bánh chạy vào vẫn được, nhưng mà nó hơi khó.
cái đường không có được gọi là gọc gãi lắm. Chúng ta có thấy xe bốn bánh là chúng ta vẫn đi được, nhưng mà hay xe lớn hơn thì nó hơi khó đi hơn. Ở đây thì bà con vừa đang trong quá trình thu hoạch lúa đó quý vị. Đây là nhà thờ giáo xứ Hải Châu nữa quý vị. Thường là có những cái hàng rào bao cái xăng lại hết đó quý vị. Không biết sao thì lúa đã cắt, số bà con đã cắt hơi lâu và một số thì đang cắt. Ở dưới sông thì làm để thấy có những cái tàu hàng đó quý vị, tàu mà mua bán các loại tập quá đó, các loại rau cải cũng có luôn. Nghe cái tiếng kêu là từ trước đây, bây giờ vẫn còn một số đó là cái tiếng tò te đó. Yeah. Thì sau này có một số hiện giờ thì hầu như là xài những cái lo. Cái tiếng mà Lâm có đi hết, hầu như là đi hết ở đây á, thì ở đây kinh hộ dân mà sinh sống nhiều nhất dựa trên cái số nhà thì có thể kể đến là kinh 7 và kinh 6. Còn lại những cái dựa vào số hộ dân á, thì những cái kinh kia thì cái số hộ dân không có nhiều bằng. Đối với những trường hợp là ở trong kinh, còn ở ngoài thị trấn thì mình không nói.
Lâm thấy một số bà con đang đưa nước vào ruộng để mà xả tiếp. Ở đây có thể là đang xả vụ 3 rồi đó quý vị. Riêng cái đường kênh 7 này thì 7B và kênh ấp của đường trên ấp Thành Lợi với ấp 7B thì nó không im bằng kênh 7A. 7A thì nó đường lòm ra thêm nên nó dễ chạy hơn. Chút nữa quý vị sẽ thấy. Cái máy xả lúa đó quý vị. Thành Lợi so với các địa phương ấp Thành Lợi so với những cái ấp khác thì có vẻ là không có bằng. Đó là so về mặt nhà cửa thôi, còn tiền bạc thì Lâm không biết. Quý vị thông cảm nha. Ta chạy thêm chút nữa là sẽ hết ấp Thành Lợi đó quý vị, thì sẽ ấp rồi tới ấp 7B.
ta chạy là sẽ thấy là nó hơi khỏi rồi đó quý vị. Ở đây là sẽ tới cái đường tốt hơn, nó thuộc kênh 7 áp kênh 7B ngay nhà thờ kênh 7. Cái đường nó sẽ rộng ra hơn. Đây là khu 2, nhà thờ khu 2 của kinh 7. Đường mà Tâm có nói là nó sẽ dễ hơn so với ấp Thạnh Lợi và một khu một phần của ấp kênh 7B nữa quý vị, thì nó được làm ra thêm khoảng hơn nửa mét nữa thì xe bốn bánh có thể đi được đường này rất là dễ dàng. Kênh 7 thì là nếu mà tính từ đầu kinh vào thì nó làm ở bên tay trái, còn kinh 8 thì nó làm ở bên tay phải đó quý vị. Cái lộ làm ra rộng thêm. Lộ bê tông mà bê tông thì chỉ có kinh 3 là chạy im nhất, tiếp theo đó là kinh Đông Bình đó quý vị. Còn cái lộ nhựa thì phải nói kinh 9 và kinh 0 rồi, với trong kinh. Còn cái lộ cắt ngang ở phía sau những cái kinh chính, kinh Đông Bình, kinh B, kinh 8, kinh 7 đó quý vị, thì nó còn êm hơn hai cái lộ kia nữa, là do cái lộ mới vừa làm mà làm bê tông chạy rất là thoải mái. Đây là kinh Đồng Dông rồi quý vị, nói giữa kinh A, ấp kinh 7A và ấp kinh 7B. Đường chúng ta thấy nó dễ đi hơn quý vị, nằm ở bên tay phải này.
vị thấy nó rộng rãi hơn và cũng tương đối hơn so với ấp Thanh Lợi và cái ấp Kinh 7B. Tại Kinh 7B nó chỉ có một phần là được rộng ra thôi. Ở đây Lâm sẽ đi qua cái kênh này, đi qua bên kia hết rồi. Đây ở giữa kênh nè, ở giữa cái con kênh này. Đó, xa xa quý vị có thấy những cái ghe, những cái phà để chở cái máy cắt lúa, máy gặt đập liên hợp và những cái máy kéo đó quý vị, kéo lúa. Cái đường bên đây thì nó nhỏ hơn vì nó không có được nới rộng ra nè quý vị. Hiệp thì có những cái chợ như là chợ Kinh B, chợ thị trấn Tân Hiệp, chợ Kinh 8, chợ Kinh 5 Thành Trị và chợ Kinh 6. Đối với những cái thì nằm trên quốc lộ 80 thôi, còn ở bên kia thì Tân An và Tân Hiệp B thì Lâm không thấy những cái chợ được nhóm họp. Đây cũng tới cái mùa diều đó quý vị, xa xa thì quý vị có thể để ý thấy những cái con diều á được các em thả và các anh chị nào đó cũng đang thả diều. Bên này là trồng những cái loại đậu nữa quý vị, những cái loại rau cải, rau đai, hành nữa. Đây có một cái nhà thờ nè quý vị. Nhà thờ này Lâm nhớ là nhà thờ khu 1 thì phải, không biết có phải không. Đây. Ủa anh, anh cho em hỏi cái này là mình đang là cái lễ gì với anh? Cái này là trong giáo sứ. Trong giáo sứ cái này là của mấy đứa thiếu nhi á. Trong nhà thờ, trong giáo xứ, trong nhà thờ chứ không có dạy gì hết. Không, cái lễ gì á, cái lễ cái lễ lạ.
để lá là cho các em trưởng thành hay là sao? Không, cái này là người lớn bé ai cũng được hết. À vậy hả? Sao lại nãy giờ em chạy ngang những cái thu là thấy rất là nhộn nhịp, rất là vui. Và trong cái giáo sư họ đạo người ta nói gì vậy? À giáo phận Long Xuyên. Dạ em cảm ơn. Giáo phận cái này là thuộc giáo phận Long Xuyên mình hết. Dạ. Trong các tất cả các kinh ở dưới này thuộc giáo phận về địa phận Long Xuyên hết. Dạ. Ủa anh, cái này là có gì vui không? Chút nó có gì vui không? Không, cái này là tí nó nước là vô lễ. Nó có đợt, mới vui thôi, còn không có đợt là đâu có vui được. Tại đi nghe mà em quay quay vòng vòng mày không biết là gì mà sao thấy. Dạ, cái này vui. Là trong cái giáo sứ. Dạ, em cảm ơn. Xem quay ngang rồi chạy đi ra ngoài. Cảm ơn. Thì hiện giờ là khoảng hơn 4 giờ rưỡi rồi ở những cái giáo xứ là có những cái dành cho các em mà Lâm cũng không có hiểu phong tục lắm, thì các cô bác nào có thể giải thích ở dưới video cũng được cho mọi người cùng hiểu thêm. À còn đây là cái đường đang làm nè quý vị, nó liền vô lộ tẻ với gạch sỏi, rút ngắn cái thời gian hơn. Nó các em thiếu nhi đi nhà thờ. Đây là sắp hết trên 7 cái đơn vị ra ngoài đầu kênh rồi. Vui đó quý vị. Đây những cái không phải là những cái loại phân đâu quý vị. Đây là những cái loại đất mà những cái máy gần làm liên hợp hay là những cái máy kéo lúa nó để lại, thì xong thời gian nữa nó thì bà con sẽ vệ sinh cái đường này. Sẽ đi qua bên cây cầu này cho dễ đi hơn quý vị. Như đi không được. Oh sorry quý vị. Bên kia là đi không được rồi. Vẫn đi đường cũ thôi.
bên phía bên kia thì nó dễ đi hơn, còn khu bên đây thì nó khó đi hơn quý vị. Đó là cổng chào của kinh 7A đó quý vị. Đầu kinh 7 nữa quý vị. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi, hẹn gặp lại ở các clip tiếp theo nhé. Ngoài kia là quốc lộ 80 rồi đó quý vị.